Đây là kết quả của mình này các bạn. Vì cái lá nó chuẩn bị héo, nó kiểu như dạo dạo mà nó cong lại luôn á, thì mình sẽ bỏ vào trong cái bịch bóng như thế này, rồi mình sẽ tạo độ ẩm để cho cái lá của mình nó không có bị héo thêm nữa. Trường hợp mà lá bị nhăn á thì nó rất là khó để phục hồi, cho nên mình sẽ bỏ vào trong này thì để cho nó kết rễ. Thì bây giờ kết quả như thế nào thì mời các bạn cùng xem nha. Mình sẽ mở cái này ra. Lấy ra. Ở dưới cái bọc mình có để một chút nước này. Thì đây này các bạn. Ui, cây của mình đã ra rễ rồi, cũng sau 1 tháng rưỡi. Sau 1 tháng rưỡi thì cái em của mình đã ra rễ này các bạn. Cái lá này khi mà mình, các bạn nhớ là khi mà mình thay là nó cong xuống, nó như là nó dẹp kẹo vậy đó. Mà bây giờ thì nó đã cứng cứng ra rồi nè. Đây, cái lá này cứng tại mình để trong bì cho nên là nó bị co lại nè. Thì nó đã cứng lại rồi, cái lá của mình đã cứng lại rồi nè. Đây, cái lá của mình đã cứng lại rồi đây. Thì và lên cho mình một cái lá mới này nha. Lên cho mình một cái lá mới này nha. Đây, xem. Đây thì moss đây, coi rễ dưới này ra chưa. Đây, cái cây này là cái cây Violacea Sumatra Slack Dart. Cây này đây. Đây thì mình vẫn moss này sao các bạn. Cái rễ ở phía dưới này thì nó chưa có đâm xuống, nhưng mà nó đã ra rễ ở đây rồi. 1 tháng rưỡi. 1 tháng rưỡi đây các bạn. Và ra thêm một cái lá non cực kỳ xinh luôn. Đây, và các bạn cứ làm theo cách của mình, là khi mà cái lá của mình nó có cảm giác là nó cong, nó rượu rượu xuống này, cái lá nó bị nhăn nhăn, thì các bạn sẽ bỏ vào bịch bóng và đổ dưới bịch bóng một ít nước để cho nó có độ ẩm. Thì hoặc là các bạn bỏ vào croten, hoặc là bỏ vào trong tủ kính, thì cây có khi mà có nhiều độ ẩm á, thì cái lá nó sẽ được phục hồi liền luôn. Chứ còn nếu mà các bạn mà để cái lá của mình mà nó nhăn quá thì nó sẽ không có phục hồi nha. Ôi, ra rễ được, cưng quá. Thì Trang xin dừng video tại đây. Nếu anh chị thích thì like và đăng ký kênh ủng hộ giúp Trang nha. Và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Nếu anh chị có những câu hỏi nào thì cứ bình luận bên dưới, Trang sẽ trả lời sớm nhất có thể. Bye.